Trước đó, do tranh chấp giành quyền bảo kê tụ điểm đá gà ăn tiền ở ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, giữa nhóm của Quỳnh Minh Dương và Nguyễn Văn Tỉnh, nhóm của Vũ gồm Vũ, Trường, Minh, Hậu, Tùng, Cường cùng với hơn 10 đối tượng khác mang theo hung khí đi trên 5 xe ô tô đến trường gà này để quyết giành lại quyền lợi trông coi và thu tiền bảo kê. Khi đến nơi, thấy nhóm của Dương và Tỉnh đang đứng trong sân gà buông lời thách thức, nên nhóm của Vũ cầm hung khí gồm ống tiếp sắt và dao tự chế xông vào hỗn chiến. Hậu quả làm Dương và Tỉnh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn nhưng lần lượt bị bắt giữ. Ngoài 6 đối tượng đang bị tạm giam, hiện công an đang tiếp tục truy bắt, đồng thời kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.